cho bán. Bán chú ý về luôn không? Đấy, chợ 4 giờ chán chưa? Thả nào có ô tô không lên nữa. Dạ. Đuổi vẫn quay, vẫn có cây chứ. Không quay. Đuổi nhưng vẫn còn một số người mất không, bán. Không quay là mất chợ đấy. Vẫn yêu nghề. Quay nhé, bảo câu cao ông làm án này đừng vào, không ngủn. À thế à, bao tiền cây cao ạ? Cao ạ, có tôi để 95.000 thôi. 95.000 à? 100 đi xuống. Không làm án này, không phải không. À, cao ăn gì? Cao quê ấy. Đấy, đa năng này lại hay ấy. Nhật nhật mỗi cây một ít thôi nhưng mà ngày bán chục cây này khá đấy. Chơi cây đẹp thì chắc gì. Lúc gặp khách thì được, lúc không gặp khách thì móm méo mồm. Và vốn đã đọng, cây lắm. Cây của Hà ấy này. Cây của Hà, Hà Gia Kính. À, bao giờ chưa được họp chợ trở lại đây, não ruột lắm. Hôm nay có gì mà nhiều cây thế? Sơn liễu à? Sơn liễu kinh nhỉ. Nó mà đuổi thì bây giờ biết bán ở đâu bây giờ? Đã biết. cho này chắc là đuổi hẳn. Quê hẳn à? Ai nó bán những cái ấy đâu nhỉ? Cái gì chưa mình đục chưa thể chút đéo nào nhỉ? Trồng dưa chứ, trồng dưa. Trồng dưa chợ. Chứ bây giờ ra chứ thấy ông đi. Mấy hôm nay em bị đuổi chợ. Đuổi chợ. Thấy. Cái kìa, ra đây. Cha này, đang xem cái xanh to to kìa. Đấy, mặc quá áo bỏ. Đấy, còn cái túi đang đeo cái túi. Đây, xe đồ của ông ở đây này. Tiêu tiêu lắm. Để xem cái này xem. Ôi trời ơi, mẹ Hà khổ to quá. Đâu đâu đó. Thế nào người nhé? Đấy. Đây, 2,5 triệu. Thân trải đấy. Xe này là của ông nào nhỉ? Có ông Kiệt. À, Kiệt à? Kiệt này đi bán ác nhỉ? Ở đấy cây này cũng đẹp này. Đẹp này. Này bao tiền đấy? Cây 2 đồng 1 2 triệu rưỡi. Đấy. 2 triệu rưỡi. 5 điện này. 5 điện. Qua có con túi trở qua đấy. Cái gì mở cái chợ mới chỗ khác nhỉ? Có lấy nhiều hàng đẹp đấy. May. May gặp mùa. Đang lấy chạy đua vũ trang hơi ác đấy. Mệt lắm, tốn tiền lắm. Quay cây của ông này ra mày. Cây này là trực vẹ ngày xưa đây. Nay em có chân tí thì tuyệt vời, mẹ có chân. Thì quê sao nhỉ? Quê. Ê, mệt chứ điền thì mẹ bật ngay về đục. Mệt, quê. Mẹ biết bao giờ cho nó mẹ ăn được cái này. Chứ dáng dấp này mà điền thì thôi rồi mà mẹ luôn. Mệt quê lắm. Chả biết rồi. Lước vào đỏ đâu. Đúng rồi, nó nhìn em lừa được điền đấy. Vâng, chờ tí nữa anh. À, không biết ông ấy đòi bao tiền. Tầm dưới 2 triệu cho mình mềm múc, mềm chưa. Bao giờ thành cây thì thành. Có một ná đẹp nào. Ừ. Ná dày răm. Nhìn lên cái này là biết. Nhìn là... Tốt răm. Nhớ không lừa được tiền ấy. Không có lá lừa được tiền ấy. Đấy, lừa. Đây này, cái này tiếc quá này. Cái này điền nhiều tiền nào? Ừ, điền thì mấy chục. Mấy chục. Đóng tay tiếc được. Mới tội tay nó hơi bé thôi. Tiếc cũng chạy được.
đấy, mẹ gặp cái miền này thì phải loi con mắt. Cái dễ này ấy quá mẹ. Xé bớt cái chỗ này ra. Cũng bo sẹo đấy chứ. Nhưng mà mẹ cái này chắc phải mấy năm nên mới bo được. Bo sẹo được. Xé cái chỗ này ra. Bỏ cái này đi. Cái này ngày xưa cũng dễ to, xé không có cái gì để vào đây, quá béo quá đặc, cái mặt lưng này vù quá, đâm ra đóng cái tay này nó bị ấy đuối, cái tay này thì để mượn, có tay này mà để đóng ở chỗ ấy thì có tiêu hóa. Nói chung là không chơi được rồi mẹ. Cứ tưởng cái tay này nó đóng mà. Bé quá. Đây này. Đấy, nhìn nghiêng này, nhìn ngang thì thấy mẹ chỗ này nó tiếp quá. Mà đục đi thì rất là không lành nổi. Liền thì múc ngay mẹ, để sửa thoải mái. Quê nó ngại chỗ. Tuổi là đuổi chợ của anh em bán rong các bạn. Chứ ở cái khu vực trong này thuê đất đàng hoàng thì không đuổi. Tất nhiên là dẹp ở vỉa hè, nhường lại đường. Thực tế là người ta cấm là đúng luật đấy, nhưng mà nó hơi khó cho những anh em mà đã buôn bán lâu năm ở đây rồi. Cứ đến phiên lại ra, đến phiên lại ra. Kinh đấy nhỉ. Chở cục này đi kiếp quá nhỉ. Đấy, con khách mang về đấy. Chán, mẹ giờ ra chợ chán nhỉ. Về bồ đề, đề thật đây. Đề thật đây. Xanh xi. Đây, cung nó có kêu ông đá phết đấy. Này này. Này. Để qua xem được các bạn thấy không? Về chưa về chào bán ở đây nào? Về không có gì thế nào? Chết. Nguyên trên xe đó, sẵn sàng là di chuyển chỗ khác. Không có xe của ai này. Lộc Vừng. Cao 95.000. Hôm nay ông có bắt được cây nào đẹp đẹp không? Dạ, bắt đẹp đó. Khó mua nhỉ? Có thì có đấy. Đấy, cây này bao nhiêu tiền đấy ông? Cây này hơn 3 triệu. Đấy, hơn 3 triệu, giá rẻ giật mình. Đấy. Một găng tay, gần 20 phân rồi. 20 phân. Mà này anh lại vừa đục cây sao đấy? Chồng. Tháo cái bình lọc, cái cạnh của cái máy lọc nước ấy, bằng tôn, bằng gân, bằng inox, nó mỏng.
chưa được luôn. Con chưa máu lắm. Chạy nhám nhá. Đắm. Chưa về sớm này. Về vào. Rành rành, sư tử rành rành. Rành rành thả nước. Rành rành thả nước là bao tiền ông nhỉ? 5 triệu. 5 triệu. Dưới. Dưới 2 triệu. 2 triệu. Đấy. Nhẹ nhàng lên được. Ok, để sang. Sang bên nó dương một tí. Có thể đi cái chương trình.